chồng thì lúc nào cũng mạnh mẽ quyết đoán. Cô dâu thứ thì hiện tại cá tính là gần như là phá vỡ những quy tắc, luôn trong cái tư duy là phải làm thế nào để duy trì cái nguyên tắc của mình, thì chính điều đó tạo nên cái xung đột và tạo nên cái sự hỗn loạn trong phim. Cho nên khi mà mình nhìn thấy cái vai diễn của mình và mình đọc những cái vai diễn xung quanh, mình thấy cái sự liên kết và cái điều đó thì mình quên cảm thấy rằng đây là cái dự án mà mình phải đeo đuổi nó để mình hình dung. Cái áp lực đầu tiên là khi mà mình thấy cái dàn cast, đều là những diễn viên, thứ nhất là những người rất là tinh thần, cái thứ hai là đều là những người rất là đẹp, cái thứ ba là họ thực sự là những người có thực lực, chỉ là những diễn viên thực lực. Cho nên việc mình là một người mới mẻ như thế mà mình đứng giữa một cái dàn diễn viên thực sự có cả sắc lẫn thực lực, đó là một cái áp lực rất là lớn. Bởi vì thứ nhất rằng mình phải làm sao để không bị so sánh, khi mà đứng giữa so sánh mình sẽ không cảm thấy là sự tương ứng mình chưa bằng. Và khi mà mình bước vào cái set quay thì cái càng áp lực hơn, khi mà họ đều là diễn viên rất là chắc trong cái diễn xuất, nhưng mà đó cũng là một cái điều kích thích mình. Bởi vì bản thân tôi thì luôn muốn đặt mình vào một cái môi trường nào đó mà có thể kích thích được cái thứ nhất là cái sự sáng tạo, cũng như là khơi gợi được cái năng lượng của bản thân mình. Thực sự khi mà được cộng tác với lại chị Thanh Hằng, rồi cô Diễm My hay là chị Miu Du và các anh chị khác, nó đã giúp cho mình nắm được cái tâm lý của nó, và sự tương phản của các diễn viên với nhau tạo cho mình những cái cảm xúc mà rất là bất ngờ. Bởi vì có những cái vai diễn của Quê là một vai diễn nặng về tâm lý, nghĩa là chuyển biến của tâm lý của nhân vật rất là nhiều, và chính sự chuyển biến tâm lý đó mới làm sao để có thể đẩy nó lên đến cao trào. Thì đó chính là cái điều rất quan trọng, và phần thành công của vai diễn này cũng là nhờ rất nhiều và sự hỗ trợ của các bạn. Thời gian để nhập tâm những cái vai diễn nhiều thời gian hơn.